Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của vợ chồng mình. Các bạn ơi, hôm nay là một cái ngày thời tiết ban ngày cũng khá là nắng nóng đấy. Phải tầm độ 29-30 độ thì tôi nghĩ là hôm nay nắng nóng này sẽ cũng có khá khá cua đấy. Bởi vì là tầm này năm ngoái là nắng nóng là vợ chồng tôi cũng đi soi rất nhiều cua. Mà mấy hôm nay cũng thèm ăn canh cua rồi. Nhưng mà thì không phải ăn canh cua bình thường. Lẩu riêu cua đồng các bạn. Mắt tôi thật với các bạn là mắt cận thì tôi sẽ không nhìn rõ cua này. Chỉ còn một cách là đi xuống phòng. Rồi, lại đang xe đá bóng rồi. Anh ơi, xe đá bóng chán thế, hai bàn rồi. Cái chơi đây, gì chắc gì cũng đá bằng người ta. Chán đen. Đây các bạn, Việt Nam trận trước thì đã thua 1-0 rồi. Đấy, 20 phút rồi đã bị thủng hai bàn nữa thì còn gỡ cái gì? Thôi không xem nữa. Đi chơi không? Ngồi cổ vũ Việt Nam mà chán thế. Đi chơi không? Chơi đâu? Tập thể dục ở cánh đồng. Tập thể dục cánh đồng tâm gì? Đi xem cua đi. Cua. Hôm nay nắng nóng ấy, thì em nghĩ là cua nó sẽ ngoi ra cũng khá khá nhiều nhiều ấy. Đi. Mai làm bữa lẩu riêu cua đồng. Ok. Thì anh chiều anh gọi là một con người gọi là có cái tính gọi là anh không có tiền thì anh có tỉnh à? Chiều vợ đấy, không có tiền nhưng mà cái gì kiếm được thì anh làm được em ạ. Ok, thì bây giờ hai vợ chồng xách xô lên đi nhá. Let's go. Ui, đây khởi đầu chạy đâu. Ui, cua to phết em ạ. To à? Đã được một chú rồi đấy. Hy vọng là hôm nay sẽ được khoảng độ tầm 1,5 cân cua. Đấy, làm một lẩu riêu cua gọi là hơn nhà hàng luôn. 1,5 cân, tí là mấy lạng. Đừng có đùa, hôm nay lăng gáo kéo cua nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay nước nó hơi đẫy. Hơi đẫy. Mới mưa xong nhỉ? Mới mưa xong hôm kia. Em ăn lẩu đĩa. Nghĩ anh lên thái thiên. Đấy. Tối đến là tiếng tóc kêu gọi là lồm nhồm rồi. Muỗi mi xín bay tứ tung vào màn hình điện thoại luôn. Các bạn ơi. Đấy, dấu tích của lươn chết này. Sao lươn chết nhiều thế nhỉ? Đó, to chưa? Trên này này. Đây. Từ nãy giờ gặp mấy con này to phết nhá. Con này to đùng này. Tiếc kìa. Tiếc thế. Ra này gặp anh chị sớm hơn. Có cua. Ra em gặp chị anh chị sớm mưa thì có phải em sẽ chết một cách khác không? quy luật của tự nhiên các bạn ạ. Nếu mà kiếm thêm được lươn về lẩu cua đồng có lươn cũng được mà nhỉ các bạn nhỉ? Cũng ngon mà. Nói chung là kinh tế đói kém. Giờ cứ phải cái tự túc ra đồng kiếm ăn thôi. Vừa nhắc cái lươn lại có lươn ngay này bạn. Cứ tưởng không có lươn nào, ở đây có con này. Wow, vàng ươm luôn. Úi dồi. Chạy dài. Con này khởi động đầu tiên. Tầm 10 con lươn nữa này. Xong là 1,5 cân cua. Xong mai đi ra đồng xẻo miếng đùi bê về là ăn này rồi là hết nước chấm. Có phải không ạ? Sợ thật, đã tính ra đồng sở UB của nó ai rồi. Tại go có à đâu à. Chỗ này có mấy con cua vậy? Đây một con to này. Hơi bấy. Đây con nữa. Ui, khá khá cua nhỉ. Giờ mới được lạng thôi. Còn 1,5 cân nữa. 1,4 cân chỉ tiêu tôi phải 1,5 cân. Ăn lẩu riêu cua phải 1,5 cân. Đấy, ngồi mưa này nhiều cua phết. Này đi hết đêm. Hơi bé thôi. Đây còn nữa. Bên cuối mưa này, lại đi cua vậy. Cua ở đồng nó chỉ gọi là bằng ngón tay cái. Đây con cua chết này. Sang đầu ngoài bên này. Ui các bạn ơi. Để bắt các bạn xem nhé.
cua nó chỉ có bén này, mồi con này. Đúng này, ba con đậy này. Bốn con. Hơi bé tí nhưng mà cũng tạm được. Năm con luôn này. Ui. Đấy. Ui. Đây. Sáu con đi. Đục đầu mương. Con này thì bé quá, tôi thả nhé. Con này bé quá. Đục bố chỗ đầu mương thì 7 con cua. Thế mà mỗi con nó tầm độ bằng ngón chân cái phải không nhỉ? Ăn đủ à? Ăn đủ quá cái này. Khá khá đấy, đừng có đùa. Ok. Có tự không có lươn đây này, con nữa. 8 con à? À. Hơi bé tí cũng được. Lỏng hết. Lỏng như cua đồng, gọi là cua hoang dã ăn nó ngon. Lắm đi, bây giờ mới thấy cá sộp này. Bạn nhìn này, đấy. Đấy, nhìn nhé. Nổ lắm, không bắt được sộp à. Làm mấy con này đúng mọi được nhỉ? Nhá lắm, nó không còn lắm. Sau mấy tháng đã gặp lại chị sộp. Ô, dạ, lại có cá quay trở lại các bạn ơi. Vừa đây trên kia có rô phim với cả rô đồng nhưng mà nó lẩn rồi. Có con sầu vậy, nhưng bé. Lâu lắm ở đồng không thấy rô phi. Đây là mấy con này. Ui, to phết nhỉ. Đây là hai con này. Đây là con cá giếc này. Ui, ba con này này, biết bắt con nào. Con nào tiến rồi mình chưa bắt trước. Tôi sẽ bắt con rô phi trước nhé. Lâu lắm thì không thấy cá bạn. Dạ này tự nhiên thấy con cá đây. Ui, ôi, nó vụt nhanh lắm. Ui, nhanh lắm. Còn con chậm này này. Rồi tôi có bắt con cá giếc trước. Cái nào còn cá giếc ăn ngon. Rô phi con kia. Rô phi cũng không khoái lắm, căn bản được con cá này chán. Ăn cá giếc ngon. Thôi các bạn ơi, sau một khoảng thời gian đi gọi cua bé quá nhỉ. Nhưng cái này có đủ nồi lẩu dưa cua. Đủ. Nhiều mà. Ngày mai là lẩu dưa cua, mai chồng sẽ gọi là đi xẻo thêm cái đùi bò nhé. Đấy. Còn những cái mà lươn với cả cá giếc là anh Phòng thấy ít quá là tha cho nó thả đi rồi các tôi bạn. Tôi phóng sinh rồi, mấy con đấy tôi phóng sinh rồi các bạn. Các bạn nó bé quá. Các bạn ít nữa. Thôi. Về các bạn này. Đang trên đường đi về thì các bạn biết đây là nhà. Nó soi đèn rồi đấy. Gọi. Tôi nói cho các bạn một tin hot. Vinh chuẩn bị xây nhà. À, đang xây nhà. Đấy. Đang xây rồi. Đợi Vinh lắm tiền. Thật sự vui luôn. Vinh nó thành công được thì cố gắng. À. Hiện tại không biết Vinh đang làm ở đâu thì tôi cũng không biết. Không để ý. À, đi về thật nhá. Sau buổi tối săn bắt thì được cưng đầy cua các bạn này. Đấy, cua thì nó bé bé thôi nhưng mà nó là cua đồng, ngon. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành gọi là làm một nồi lẩu riêu cua ngon luôn nhá. Còn đây là ít thịt lợn, tí tôi sẽ ướp mấy sốt nướng. Đấy, để ăn dặm. Đấy, như là mày hứa thì tối hôm qua tôi hứa với vợ tôi đi xẻo với thịt bò thì đây, tôi đã xẻo được một miếng. Đấy. Đây là bê bò à? Đây là thịt bê. Nhưng mà xẻo ở tủ lạnh nhà mẹ tôi các bạn ơi. Còn đây là lửa con gà. Tôi phải cầm cái bồ đồ đông đao của tôi ra ngoài đồng gà đồi ấy, lên rừng tôi bổ phát được lửa con các bạn ơi. Không có nhiều ạ. Bây giờ tôi sẽ gọi là đi chế biến một nồi lẩu thật là ngon này để cho vợ tôi và gia đình tôi ăn luôn nhá. Trước khi chế biến cua thì tôi sẽ cho con gà vào luộc trước nhá. À. Thì các bạn hôm nay là nấu nhiều món nên là làm nhiều thứ chuẩn bị nó lâu
Thế là tôi không hấp mía hay hấp muối được các bạn. Đấy. À, bây giờ cho vào luộc thôi. Ngồi được khoảng 2 phút thì vẫn chưa nhặt xong cua các bạn ơi. Đấy, vừa nhặt vừa đếm thì hiện tại được 84 con rồi. Còn mấy con này mini cái nhỉ, không sao, cho hết được rồi. 85 con. Tám sáu con. Này thành cua to phải ngon không nhỉ? Nếu mà là 87 con cua to thì thôi, là con trời ăn. Bạn à? Ăn gọi là ngon mê ly luôn. Đấy các bạn ơi. Đây. Xong rồi. Thì tôi sẽ nhờ vợ tôi xay nhá. Còn bây giờ tôi sẽ ngoáy gạch cua. Nói chung là ngoáy xong 87 cái mai cua này chắc cũng phải tầm 30 phút nữa bạn. Đây các bạn, đây là công đoạn ngoáy gạch này. Đấy, các bạn nhìn thấy gạch không? Ngoáy 87 lần thì sẽ xong. Sau 77 49 gọi là phút thì nói chung được nước lâu rồi nước cua đây. Tôi ngoáy ê hết mông mới được một ít gạch cua này các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành thái thịt ra để ướp nhé. À, thật chứ em ơi. Lần sau đừng thèm cái gì, thèm món nấu khác cho nó nhanh đi. Thèm nấu như cua làm lâu bỏ bố ra. Sao anh bảo là cái gì anh làm được? Nhưng mà nâu. Mình là người có thời gian. Thật các bạn ơi, làm ngồi gọi là làm cua lâu thật. À, thở dài đấy. Mệt đấy. Tối xem nào bù chứ. Ồ, quần áo đẹp đấy nhỉ. Ngồi từ sáng đây đã thấy con lợn được chạy qua đâu. Hôm qua lợn ỉn lợn chi khoe đấy thôi, khen đẹp trai đấy thôi. Chị ạ. Rồi các bạn ơi, các bạn nếu mà bạn nào có nhu cầu mua bộ như của anh Phòng thì hãy ủng hộ anh Phòng ở trên TikTok nha. Hơn 100.000 luôn các bạn ơi. Link TikTok là Phương Hữu Phòng có con run đất à? Mấy con dòng đất. Dòng đất. Chỉ có hơn 100.000 một bộ này thôi các bạn ạ. Đấy. Nhân tiện cho tôi quảng cáo tí. Vài tay áo có bo chun nhá, cổ áo trông có cổ áo polo dạng polo có cổ trông cũng đấy, khá là chắc chắn và chững chạc, các bạn có thể mặc đi chơi, đi đám cưới. Đẹp. Chơi người yêu, quay vòng nào. Đấy. Đẹp. Ok không? Có 4 màu các bạn nhá. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì hãy tìm giỏ hàng của anh Phòng ở trên TikTok và các bạn ưng màu nào thì hãy nhấn nút mua ở góc trái nhá các bạn nhá. Làm nước lẩu riêu cua thì nó gọi là mức độ phức tạp nó 5/5 nên là cho để vợ tôi thể hiện nhé. Thế các bạn ạ, anh Phòng chỉ cái món nào dễ thì anh làm thôi. Còn món nào khó khó là gì thì em vợ ơi vào làm đi, chồng mệt. Cơm mệt thì thực ra là không biết làm. Đầu tiên là phi hành này. Bình thường chồng á, đi ra. Này. Đi ra. Bình thường người khác chẳng có đâu. Chả có đâu, nó là sự thật. Đấy. Chúng ta sẽ phi hành vàng vàng lên, xong rồi đổ gạch vào xào cùng, xong cuối cùng là cho cà chua vào. Đổ gạch, cho cà chua vào. Được. Các bạn ơi, đây là 87 con cua. 97 con cua bằng ngón tay cái. 87. 87 à? Gần 100 con. Thì quay. Cuối cùng cũng ra lò được một ít gạch. Không sao, nói chung là đấy là gọi là cái đồ mình kiếm được. Đấy. Hãnh diện luôn. Đây là công tác chuẩn bị nhá. Đây thịt này đang ướp để tí nướng này. Đấy, gà đậu kim chi, bún, thịt bò, thịt bê. Nói chung là đợi phi hành thơm nên là cho dầu lôi nước thôi. Nói chung là nó nhằm nhằm rồi sắp xong các bạn ơi. Thì tí nữa gọi là tôi sẽ gọi là bày biện ra ngoài mâm để ăn nhé các bạn nhé. Gọi là sau một thời gian chế biến thì cuối cùng cũng được lồi lẩu riêu cua các bạn nhé. Đấy, nói chung hôm nay là lâu lắm rồi gia đình không sum vầy. Đấy, thì hôm nay hơi thiếu thiếu các bạn, thiếu chị với cả cháu này, với cả ỉm với cả
chi các bạn ơi. Đấy. Đổ hết vào. Đây là gần 100 con cua cứ đây cả. Cả cái kia nữa kìa. Hành nhá. Đây, đấy. Và hành phi thơm phức. Rất nhiều topping luôn. Thịt gà, thịt lợn, lòng. Thịt bò, về. Đầu tiên tôi sẽ review lòng vậy. Lòng này bu tôi mua. Mình gấp các cặp chi. Mời các bạn nhé. Nóng hổi của cửa đấy. À. Nhắn thêm những kim chi. Làm những kim lướng mà. Làm những kim chi. Tấm hết. Ngon. Xong rồi lôi lẩu cũng đã sủi. Ừ. Ừ, anh ấy thả thịt đấy. Lấy cái rau vào, bố mẹ anh ăn. Tôi thả thịt bò ấy. Rồi. À. Rau vào. Một tơi lá to thế. Mẹ thử sức xem là tay nghề con nấu ngon cho không? Hả? Thôi mày cắm chân quay đi. Mày xuống cả nhà mình cũng thưởng thức. Giờ tôi mới thử với bát tay cua vợ nấu. Còn mẹ không gọi từng ăn trên lắm rồi. Bố phải thối với mẹ ăn. Chứ con thì trẻ con nhưng mà thật mẹ có thể nó bao giờ nóng không? Mẹ sợ ăn tục. Ngon. Bố đâu rồi? Mẹ ăn được kìa. Sau một người làm gần trăm con cua rồi đến lúc sở thức. Ngon. Ngon. Đâu rồi gia đình, tôi không xung vầy vậy. Nó phải chắc phải tầm nửa tháng. Nâu như thế nào? Đấy ơi. Mẹ chai cái này vào. Ừ, lần hai rồi. À. Nói chung nấu nó rồi thì cua vui lấy kích thật bạn. Tao sáng đâu. Tôi nấu từ khoảng 9 giờ 9 rưỡi đến 11 rưỡi xong. Ăn miếng cạnh cua đồng, ngon. Mẹ tôi bảo cua ấy toàn mặc cúc áo thôi. Nhưng mà cũng đủ gạch ăn. Bê chứ mấy. Ăn bê mẹ. Rất là tăng. Mẹ chào mẹ quá. Đấy. Làm cái thịt bê. Nó được chấm. Mày quá công tối qua. Quá công tối qua thì đồng quay đồng rồi. Và ăn nào đó.
Bố em bưng còn ăn không bia không không các bạn kêu mọi người đi làm không được bia bố người ra đường mà công an tuyết đã là thôi xong rồi. Đó. Đáng mơ. Hôm lúc bác phải cô ấy, tôi kết thúc clip ở đây. À, nói chung là hôm nay là một buổi mà chúng ta họp mặt nhau nhỏ ra đây. Đấy. Thì là có cái loại lồi lẩu rượu cua. Còn đồ đạc thì vô tư cung cấp. Có mỗi cua tôi ý kiến được không? Các bạn bảo là mẹ ơi, chuẩn bị cho con rửa con gà nữa rồi. Hấp tân sữa hả? À, cái gì? Ngoài. Quay hết. Ủa? Chào các bạn. Xin chào các bạn. Quay bye bye đây. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đúng rồi. Đẹp quá. Đấy, thì không mời link tin truyền nữa thì clip của tôi đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy clip tôi hay hay là không hay thì các bạn cứ like và chia sẻ, đăng ký ủng hộ cho tôi có động lực làm tiếp nhé. Một nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.